Chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel YouTube Tô Màu cho những bức tranh trên kênh YouTube của mình. Và mình có chuẩn bị sẵn một bức tranh về nhân vật có cô đang ăn một miếng dưa hấu nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ tô màu cho bức tranh này nhé. Các bạn hãy cùng theo dõi video này cùng với mình. Miếng dưa hấu này sẽ được mình tô bằng cái bút chì màu xanh là cách nhé. À, mình sẽ tô màu đỏ cho phần ruột bên trong của quả dưa hấu này nhé. Tiếp theo mình sẽ tô màu cam cho phần chân của chú Goku này nhé. Thêm một chút màu xanh để trang trí thêm cho chiếc áo này nữa nha.
Và mình đã tô màu xong cho bức tranh về nhân vật Goku này rồi nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Bye bye.